Xin chào tất cả các bạn học sinh đến với video hướng dẫn sửa bài tập bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn nằm trong chuyên đề hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn thuộc khung chương trình toán nâng cao lớp 9 học kỳ 2. Ở video trước các bạn đã theo dõi thầy Nam hướng dẫn về phần lý thuyết của bài này rồi, còn ngày hôm nay cô sẽ phụ trách sửa một số bài tập cho các bạn. Bài tập của chúng ta gồm có 5 bài, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng bài ha. Đầu tiên là mình sẽ sửa bài tập 1. Đề bài 1 như sau, cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau. Mình có 4 hệ như thế này. Được chưa nào? Rồi, yêu cầu của bài 1 nghĩa là mình hãy xét xem thử cái hệ phương trình người ta cho sẽ có một nghiệm, vô số nghiệm hay là hệ đó vô nghiệm. Để trước khi làm cái bài này, cô muốn nhắc cho các bạn một phần kiến thức như sau. Đó là nếu mà cô có hệ gồm hai đường thẳng là y bằng ax cộng b, y bằng a'x cộng b', thì bây giờ muốn biết được số nghiệm của hệ phương trình này, chúng ta sẽ xét các hệ số của nó. Trường hợp thứ nhất, cô có a bằng với a', a khác với a', thì khi đó cô sẽ kết luận được rằng hai cái đường thẳng này nó sẽ cắt nhau. Mà một khi hai đường thẳng cắt nhau thì nó sẽ giao điểm, nó sẽ giao nhau tại một điểm. Và tọa độ của điểm này sẽ chính là nghiệm của hệ phương trình. Do đó khi mà hệ số a khác a phẩy thì hệ phương trình có một nghiệm. Tiếp tục, chúng ta xét a bằng a phẩy và nếu mà nhận thấy b cũng bằng b phẩy luôn, nghĩa là hai cái đường thẳng này nó sẽ trùng nhau. Mà khi hai đường thẳng trùng nhau thì hệ phương trình của chúng ta sẽ có vô số nghiệm. Đúng chưa nào? Tiếp tục, trường hợp tiếp theo đó là cô có a bằng a phẩy nhưng mà b khác với b phẩy. Khi đó thì cô sẽ có hai cái đường thẳng này nó sẽ song song với nhau. Hai đường thẳng song song thì nó sẽ không có cái điểm chung nào cả, nên là hệ phương trình vô nghiệm. Đúng chưa? Đó là đối với cái dạng này. Hoặc là chúng ta cũng có thể xét như sau. Đó là nếu cô có hệ ax cộng bi bằng c, a'x cộng b'y bằng c'. Cô xét nếu mà a trên a' khác b trên b', thì cô sẽ suy ra đó là hệ phương trình có một nghiệm. Rồi, nếu mà a trên a' bằng b trên b' và bằng c trên c' luôn, thì khi đó hai cái phương trình này nó sẽ như nhau, đúng chưa? Hai phương trình như nhau thì ta có hệ phương trình có vô số nghiệm. Trường hợp tiếp theo đó là a trên a' bằng với b trên b' nhưng khác c trên c', thì khi đó hệ phương trình sẽ vô nghiệm. Được chưa? Đó là phần kiến thức mà cô muốn nhắc lại cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bài ha. Câu A, hệ phương trình gồm hai đường thẳng đó là y bằng trừ 3x cộng 4, y bằng trừ 3x trừ 5. Đối với bài này, các bạn quan sát thấy hệ số A của mình là trừ 3, hệ số A phải của mình là trừ 3 luôn, có nghĩa là hệ số A bằng với A phẩy. Khi mà A bằng A phẩy thì mình sẽ tiếp tục xét đến B và B phẩy. Ta thấy B thì bằng 4 à, còn B phẩy thì bằng trừ 5. Tới đây ta đưa ra một nhận xét đó là B khác B phẩy. Nên khi đó, theo những cái kiến thức hồi nãy cô vừa ôn, thì ta sẽ có hai cái đường thẳng này nó song song với nhau, nên là hệ phương trình này sẽ vô nghiệm. Được chưa? Ta có nè, ta có trừ 3 bằng trừ 3, 4 khác với trừ 5, có nghĩa là A bằng với A phẩy và B khác B phẩy. Nên hai đường thẳng đó là y bằng trừ 3x cộng 4, y bằng trừ 3x cộng 5 song song
Do đó, hệ phương trình đã cho vô nghiệm, hệ phương trình cô viết tắt ha. Xong câu A, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua câu B. Câu B hệ gồm hai đường thẳng là y bằng trừ 2 phần 3x cộng 4, y bằng trừ 1 phần 2x trừ 1. Ở bài này ta có trừ 2 phần 3 nó khác với trừ 1 phần 2, nghĩa là A khác với A phẩy. Đúng chưa? Nên khi đó ta có là gì? Do hai đường thẳng y bằng trừ 2 phần 3x cộng 4 và y bằng trừ 1 phần 2x trừ 1 cắt nhau, nên hệ phương trình đã cho có một nghiệm. Được chưa? Đó là câu B. Giờ chúng ta sẽ qua tiếp câu C này. Câu C, hệ của mình gồm có đó là 2x trừ y bằng 3 và 3x trừ 3y, 3 phần 2y bằng 9 phần 2. Đối với bài này thì mình có thể áp dụng cái dạng thứ nhất hoặc dạng thứ hai cũng được. Thì bây giờ cô sẽ áp dụng cái dạng thứ hai như sau. Đó là ta có nè, có phải là 2 phần 3 nó bằng với, bây giờ hệ số B trên B phẩy ha, B của mình là trừ 1, B phẩy là trừ 3 phần 2, dấu trừ thì cô chia tiêu đi, thì 1 trên 3 phần 2 thì nó chính bằng 2 phần 3. Đúng chưa? Có nghĩa là hệ số A trên A phẩy bằng B trên B phẩy. Ta có 2 phần 3 sẽ bằng trừ 1 trên trừ 3 phần 2. Đúng chưa? Rồi tiếp tục ta xét C trên C phẩy. C trên C phẩy sẽ là 3 trên 9 phần 2. 3 trên 9 phần 2 có nghĩa là 6 phần 9. Đúng chưa? 6 phần 9 rút gọn cũng được là 2 phần 3. Cái này nó cũng chính bằng 3 trên 9 phần 2 luôn, cùng bằng 2 phần 3 ha. Cái này nghĩa là A trên A phẩy bằng B trên B phẩy bằng C trên C phẩy. Nên hệ phương trình có vô số nghiệm. Được chưa nào? Đó là câu C. Bây giờ mình chuyển qua câu D. Câu D đó là hệ 4 phần 3x bằng trừ 2 phần 3y, trừ 2 phần 3x bằng 4 phần 3y. Đối với hệ này chúng ta sẽ biến đổi một chút như sau. Đó là 4 phần 3x cộng 2 phần 3y bằng 0. Rồi trừ 2 phần 3x trừ 4 phần 3y bằng 0. Đối với bài này chúng ta quan sát thấy hệ số C của mình là bằng 0 à, hệ số C phẩy là bằng 0. Nên nếu mà chúng ta xét theo cái kiểu đó là A trên A phẩy, B trên B phẩy, C trên C phẩy, thì khi đó nếu mà khi mà chúng ta xét C trên C phẩy nó sẽ xuất hiện dạng 0 trên 0, cái này là không tồn tại. Đúng chưa? Nên chúng ta sẽ không xét cái tỷ lệ này nữa. Chúng ta sẽ đưa về cái dạng đầu tiên. Đúng chưa? Khi mà các bạn xét theo cái tỷ lệ này, các bạn chú ý cho cô ha. Nếu mà cái hệ số, cái mẫu ở dưới của mình nó bằng 0 á, thì khi đó mình không nên xét theo cái đó, vì một số mà trên 0 thì nó không có xác định. Được chưa? Nên bây giờ cô sẽ biến đổi nó một chút như sau. Cô sẽ biến đổi lại. Cái này cô xóa đi ha. Rồi từ hệ này chúng ta tương đương với hệ như sau. Đó là 4 phần 3x bằng trừ 2 phần 3y. Thì ta sẽ có y bằng
y của cô sẽ bằng trừ 4 phần 3 x chia cho 2 phần 3. Chia 2 phần 3 nghĩa là nhân với 3 phần 2. Đúng chưa? Ở dưới cô có y sẽ bằng trừ 2 phần 3 x chia cho 4 phần 3 nghĩa là nhân với 3 phần 4. Khi đó thì cô sẽ có hệ như sau. Y sẽ bằng 33 rút gọn ha. Y sẽ bằng trừ 2 x và ở dưới y bằng trừ 1 phần 2 x. Đúng chưa nào? Tới đây các bạn nhận xét cho cô. Ta có trừ 2 khác với trừ 1 phần 2, nghĩa là A khác với A phẩy. Đúng chưa? Do đó, hai đường thẳng y bằng trừ 2x và y bằng trừ 1 phần 2x cắt nhau. Nên hệ phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất ha. Rồi, đó là bài tập 1. Cô vừa hoàn thành xong 4 câu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài tập 2. Đề bài 2 như sau, giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng. Mình có 4 phương trình, 4 hệ phương trình. Đầu tiên chúng ta sẽ làm câu A. Câu A hệ của mình đó là (2x - 1/2)/(1/2y) bằng (-1.08) và (-1.3x) cộng 0.5y bằng 0.31. Đây là câu A của chúng ta ha. Chúng ta sẽ giải bằng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng. Thì bài này cô sẽ sử dụng bằng phương pháp thế ha. Tương đương, bây giờ cô sẽ từ cái phương trình thứ nhất, cô sẽ rút cái ẩn x ra. Là ta có là gì đây? X sẽ bằng, x lúc này của cô sẽ bằng, có phải là bằng 1.2y 2x. 2x thì bằng 1.2y - 1.08. Khi đó x sẽ bằng 0.6y - 0.54. Cô chia ra luôn ha. Vậy thì x của cô sẽ được đó là 0.6y - 0.54. Đó là x của cô. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy cái giá trị của x là như thế này, sẽ thế vào cái phương trình thứ hai, là khi đó ta được -1.3 nhân với x, x lúc này bằng 0.6y - 0.54 cộng 0.5y bằng 0.31. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ giải cái phương trình thứ hai này. Phương trình thứ hai này là phương trình ẩn y. Ta sẽ giải như sau. Tương đương x bằng 0.6y - 0.58 cũng vẫn giữ nguyên ha, 0.54. Rồi tiếp tục ở dưới là ta tính ra ta sẽ được là nhiêu? -1.3 nhân với 0.6y cộng cho 0.5y thì được là -0.28y. Tiếp tục -1.3 nhân với -0.54 là được cộng 0.702. Cái này sẽ bằng 0.31. Các bạn nhân từ vào ha. Hệ này tương đương với hệ như sau. X bằng 0.6y - 0.54 cô vẫn giữ nguyên ha. Lúc này ta có đó là 0.28y sẽ bằng 0.392. Là mình sẽ chuyển 0.28y qua về bên này và chuyển 0.31 qua, là ta sẽ tính được là 0.392. Rồi, lúc này ta tìm được y sẽ bằng 0.392 chia cho 0.28 là được y bằng 7/5. Đúng chưa? Khi y bằng 7/5 thì thế vào cái phương trình này là ta được x sẽ bằng 0.6 nhân 7/5
trừ đi 0,54 là ta sẽ tìm được x bằng 0,3 hay x bằng 3/10 á. Rồi tới đây chúng ta sẽ kết luận nghiệm của hệ phương trình như sau. Vậy hệ phương trình có nghiệm là xy của cô sẽ bằng 0,3 và 7/5, nghĩa là 3/10 và 7/5. Được chưa? Đó là câu A. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu B. Câu B thì cô sẽ cắt cái hình xuống ha. Đây là câu B. Hệ như sau, đó là trừ 2 căn 3x cộng 4 căn 5y bằng 16, 5 căn 3x trừ 2y bằng trừ 15 trừ căn 5. Rồi, đối với câu B này, cô sẽ giải bằng cách cộng đại số ha. Có nghĩa là chúng ta sẽ triệt tiêu cho cô một ẩn. Ở đây cô suy nghĩ là cô sẽ triệt tiêu cái ẩn x. Mà muốn triệt tiêu cái ẩn x thì cái phương trình đầu tiên cô sẽ nhân với 5. Còn cái phương trình dưới thì cô sẽ nhân với 2. Thì khi đó ta sẽ được như sau. Tương đương phương trình trên nhân với 5 thì sẽ được là trừ 10 căn 3x cộng 20 căn 5y bằng 16 nhân 5 là 80. Phương trình dưới là ta được 10 căn 3x trừ 4y bằng trừ 30 trừ 2 căn 5. Đúng chưa nào? Rồi, tới đây chúng ta sẽ cộng phương trình 1 và phương trình 2 lại với nhau. Thì khi đó ta có hai cái này cộng lại với nhau thì triệt tiêu. Đúng chưa? Khi đó cô cực được đó là 20 căn 5 trừ 4y, trừ 4 tất cả nhân y ha. Cái này sẽ bằng, cộng theo vế là ta được 50 trừ đi 2 căn 5. Rồi cô sẽ giữ lại một phương trình ha. Đó là 10 căn 3x trừ 4y bằng trừ 30 trừ 2 căn 5. Rồi tới đây chúng ta sẽ tìm y được là bằng bao nhiêu? Y sẽ bằng 50 trừ 2 căn 5 chia cho 20 căn 5 trừ 4. Rồi chúng ta sẽ rút gọn cái phân thức này ha. Là ta sẽ được đó là ta lấy căn 5 ra ngoài thì ở trong ta được 10 căn 5 trừ 2. Đúng chưa nào? Cái này chia cho, ở dưới là ta đưa 2 ra ngoài ha. Rút 2 ra ngoài thì ở trong ta được 10 căn 5 trừ 2. Ta thấy 10 căn 5 trừ 2 có ở trên tử và ở dưới mẫu cũng có luôn ha. Thì chúng ta sẽ rút gọn. Cuối cùng y của chúng ta bằng căn 5 phần 2. Đúng chưa? Khi mà y bằng căn 5 phần 2 chúng ta sẽ thế vào cái phương trình dưới là ta được gì đây? 10 căn 3x trừ 4 nhân căn 5 trên 2 nghĩa là trừ 2 căn 5. Đúng chưa nào? Trừ 30 bằng âm 30 trừ 2 căn 5. Tới đây ta sẽ tính được x sẽ bằng trừ căn 3 và y sẽ bằng, vừa tính được là căn 5 trên 2 ha. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ kết luận nghiệm của hệ phương trình như sau. Vậy nghiệm của hệ phương trình là xy sẽ bằng trừ căn 3 trừ căn 3 và căn 5 trên 2. Được chưa nào? Đó là câu B. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu C. Câu C, hệ phương trình đó là 1 trên x cộng y cộng 1 trên x trừ y bằng 5/8, 1 phần x cộng y trừ 1 phần x trừ y bằng trừ 3/8. Đối với bài này, việc đầu tiên là chúng ta đặt điều kiện cho cô.
Điều kiện ở đây đó là x sẽ khác cộng trừ y. Đúng chưa? Rồi tiếp tục. Chúng ta quan sát. Ta thấy ở phương trình thứ nhất là có 1 trên x trừ y. Ở phương trình thứ hai là có trừ 1 trên x trừ y. Bây giờ ta sẽ lấy cái phương trình thứ nhất cộng đi phương trình thứ hai thì mình sẽ chỉ tiêu được 1 trên x trừ y ha. Hoặc là nếu mà các bạn có thể lấy phương trình thứ nhất trừ đi phương trình dưới chẳng hạn thì chúng ta sẽ triệt tiêu được cái này. Đúng chưa? Thì bây giờ cô sẽ cộng hai phương trình lại với nhau thì cô được như sau. Đó là cô có 2 trên x cộng y sẽ bằng 5 phần 8 cộng trừ 3 phần 8 là được. Hai phần tám, đúng chưa? Hai phần tám là bằng một phần tư. Rồi cô sẽ giữ một cái phương trình dưới, đó là một trên x cộng y trừ một trên x trừ y bằng trừ ba phần tám. Rồi tiếp tục, ta có là từ cái phương trình này ha, là ta sẽ được x cộng y bằng bằng 8. Rồi, x cộng y bằng 8 rồi thì ta sẽ thế vào vào cái phương trình dưới này. Thì khi đó ta sẽ được là 1 phần 8 trừ 1 phần x trừ y bằng trừ 3 phần 8. Đúng chưa? Khi đó ta có như sau. X cộng y bằng 8. Rồi, cái này ta được đó là 1 trên x trừ y sẽ bằng 1 phần 8 cộng cho 3 phần 8. Đúng chưa? Nên ta có 1 trên x trừ y sẽ bằng 1 phần 2, tôi xin lỗi. Đúng chưa? 1 phần 8 cộng 3 phần 8 là 4 phần 8, 4 phần 8 là 1 phần 2. Thì khi đó ta sẽ được là x trừ y bằng 2. Đúng chưa? Ta được phương trình tiếp theo đó là x trừ y bằng 2. Từ cái này. Đúng chưa nào? Rồi bây giờ cô sẽ xóa cái này đi ha. Khi đó hệ phương trình ban đầu của chúng ta trở thành hệ đó là x cộng y bằng 8, x trừ y bằng 2. Tương đương, ta sẽ cộng hai phương trình lại với nhau thì ta được là 2x bằng 10. Đúng chưa? Giữ lại một phương trình. 2x bằng 10 thì x sẽ bằng 5. X bằng 5 thì y sẽ bằng 3. Đúng chưa? Vậy nghiệm của hệ phương trình đó là năm ba. À, trước khi kết luận nghiệm thì các bạn sẽ xét, các bạn sẽ kiểm tra lại thử xem x bằng 5 và y bằng 3 có thỏa mãn cái điều kiện của mình đã đặt hay không. Đúng chưa? Rõ ràng là ta thấy 5 nó khác với 3 nên là thỏa điều kiện. Vì vậy chúng ta sẽ kết luận được là nghiệm của hệ phương trình là 53. Tiếp tục mình sẽ qua câu D. Câu D, hệ phương trình trừ 3 phần x trừ y cộng 1 cộng 1 phần x trừ y x cộng y trừ 2 bằng 12. 2 phần x trừ y cộng 1 trừ 3 phần x cộng y trừ 2 bằng trừ 1. Đối với hệ này thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ đặt điều kiện ha. Điều kiện ở đây đó là gì? Điều kiện ở đây đó là mẫu khác không, x trừ y cộng 1 khác không, nghĩa là x trừ y sẽ khác trừ 1 và x cộng y khác 2. Rồi, tiếp tục, bây giờ các bạn quan sát cho cô. Bây giờ nếu mà chúng ta sử dụng cái phương pháp thế hay là phương pháp cộng trực tiếp vào cái hệ này luôn thì có vẻ là hơi phức tạp. Thì ta nhận thấy nè, ta thấy ở phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai nó đều có 1 phần x trừ y cộng 1 và 1 phần x cộng y trừ 2 là phần chung, nên chúng ta sẽ đặt ẩn phụ. Cách giải của cái hệ này là chúng ta sẽ đặt ẩn phụ rồi sau đó sẽ đưa về dạng hệ phương trình cơ bản. Lúc đó thì chúng ta mới, sau khi đưa về dạng hệ phương trình cơ bản thì chúng ta mới áp dụng
các phương pháp thế hay phương pháp cộng để chúng ta giải ha. Vậy thì bây giờ cô sẽ đặt. Cô đặt u bằng 1 phần x trừ y cộng 1 và cô đặt v bằng 1 phần x cộng y trừ 2. Rồi khi đó thì hệ phương trình ban đầu trở thành gì đây? Đó là ta được 3u cộng v bằng 12 và 2u trừ 3v bằng trừ 1. Đúng chưa nào? Tới đây thì chúng ta sẽ áp dụng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại số để giải cái hệ này với hai ẩn uv. Rồi cô sẽ áp dụng phương pháp thế ha, là cô sẽ có v bằng 3u cộng 12. Cô thế vào phương trình dưới luôn là được 2u trừ 3 nhân với 3u cộng 12 bằng trừ 1. Tương đương v bằng 3u cộng 12. Ở dưới cô nhân vào ha, 2u trừ 9u là được trừ 7u. Trừ 7u bằng trừ 3 nhân 12 là trừ 36, chuyển qua đây là cộng 36. Cộng 36 trừ 1 là 35. Tương đương u của cô bằng trừ 5 và v sẽ bằng u bằng trừ 5 thì v sẽ bằng trừ 3. Đúng chưa nào? Vậy thì ta tìm được giá trị u là bằng trừ 5, v bằng trừ 3. Tới đây chưa xong ha, mục đích của chúng ta là tìm xy. Rồi tới đó rồi thì ta sẽ có là với u bằng trừ 5, v bằng trừ 3 ta có. Ta đặt 1 trên x trừ y cộng 1 bằng u, nên khi đó ta có là 1 trên x trừ y cộng 1 sẽ bằng trừ 5. Và cái này ở dưới là 1 trên x cộng y trừ 2 sẽ bằng trừ 3. Được chưa nào? Rồi tới đây chúng ta sẽ đưa về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn với xy. Khi đó chúng ta sẽ giải bình thường ha. Đây là cô sẽ được trừ 5 x cộng 5y bằng 1 nhân với trừ 5 là trừ 5, chuyển qua là được 6 nè. Cái này là ta có trừ 3x trừ 3y cộng 6, chuyển qua là còn trừ 5. Tương đương, rồi cô sẽ giải cái hệ này ha, là ta có, cô chia cái phương trình thứ nhất cho 5, ta có trừ x cộng y bằng 6 phần 5. Còn ở dưới là cô được trừ x trừ y bằng trừ 5 phần 3. Được chưa? Tương đương, cô sẽ cộng hai cái phương trình lại với nhau ha, thì khi đó ta được 2x sẽ bằng 6 phần 5 mà cộng cho trừ 5 phần 3 là được bao nhiêu đây? Là ta sẽ có 18 trừ 25 phần 15. 18 trừ 25 là được trừ 7 ha, trừ 7 phần 15. Rồi để cái này cô xóa đi. Mình giữ lại một phương trình đó là trừ x cộng y bằng 6 phần 5. Tương đương x của cô sẽ được là 7 phần 30. Đúng chưa? X mà bằng 7 phần 30 thì y sẽ bằng x trừ cho 6 phần 5, có nghĩa là 7 phần 30 trừ đi 6 phần 5. Bảy phần 30 trừ 6 phần 5 thì được bao nhiêu đây nhỉ? Là ta có 7 phần 30 trừ đi 36 phần 30. 7 trừ 36 là được âm 43. À cô xin lỗi, cái này y của mình sẽ bằng x cộng 6 phần 5 ha. Là 7 phần 30 cộng 6 phần 5 là ta được 43 phần 30.
Rồi sau khi tìm ra được xy, sau khi tìm ra được xy rồi thì các bạn sẽ kiểm tra xem thử xy này nó có thỏa với điều kiện của bài toán không. Thì sau khi thử thì chúng ta sẽ thấy là xy nó thỏa với điều kiện của bài toán, đó là x trừ y khác trừ 1 và x cộng y khác 2. Nên là nghiệm của hệ phương trình này là xy sẽ bằng 7/30 và 43/30. Đó, đó là cô hoàn thành xong bài tập 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 3 ha. Bài 3, định M để ba đường thẳng D1 có phương trình là 3x cộng 2y trừ 4 bằng 0, D2 là x bằng 3 trừ 2y, D3 4x trừ y bằng M đồng quy. Ba đường thẳng mà đồng quy có nghĩa là ba đường thẳng đó nó sẽ cùng đi qua một điểm. Là ba đường thẳng đó nó sẽ cắt nhau tại một điểm. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xét cái phương trình hoành độ giao điểm của cái đường thẳng thứ nhất và thứ hai. Tại vì hai cái đường thẳng này nó không có chứa tham số m ha, thì khi đó cô sẽ xét cái phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng này. Rồi đầu tiên là cô gọi m có tọa độ là xy là giao điểm của hai đường thẳng D1 có tọa độ là 3x cộng 2y trừ 4 bằng 0 và D2 có tọa độ là có phương trình là x bằng 3 trừ 2y. Khi đó thì tọa độ M là nghiệm của hệ phương trình. Hệ phương trình cô ghi tắt ha. Hệ phương trình nào đây? Là hệ 3x cộng 2y trừ 4 bằng 0. Ta kết hợp hai cái phương trình của đường thẳng lại ha. Và x bằng 3 trừ 2y. Cô biến đổi một chút để đưa về dạng. À, tới đây rồi thì chúng ta không cần biến đổi. Chúng ta thấy x bằng 3 trừ 2y rồi. Thì chúng ta sẽ thế vào cái biểu thức trên, cái phương trình trên luôn, là ta sẽ có 3 nhân với 3 trừ 2y cộng 2y trừ 4 bằng 0. Ở dưới là x bằng 3 trừ 2y. Rồi bây giờ cô sẽ tính. Cô có trừ 6y cộng với 2y là trừ 4y. Trừ 4y sẽ bằng 3 nhân 3 là 9, 9 trừ 4 là 5. 5 chuyển qua là trừ 5. Rồi cái này x sẽ bằng 3 trừ 2y. Tương đương y của cô sẽ bằng 5/4. Y mà bằng 5/4 thì x sẽ bằng 3 trừ đi 2 nhân 5/4. Là ta có 3 trừ 5/2. Là ta được x bằng 1/2. Đúng chưa? Vậy thì suy ra tọa độ M là 1/2, 5/4. Rồi tiếp tục, bây giờ để M là giao của ba đường thẳng, vì đề yêu cầu là ba đường thẳng này đồng quy, đúng chưa? Để ba đường thẳng này đồng quy thì có nghĩa là cái điểm M này nó cũng thuộc cái đường thẳng D3. Đúng chưa? Nên khi đó chúng ta sẽ thế tọa độ của M vào cái phương trình đường thẳng D3, thì khi đó chúng ta sẽ tìm được tham số M ha. Ta có là gì? Để ba đường thẳng đồng quy thì M có tọa độ là 1/2, 5/4 thuộc
D3 có phương trình là 4x trừ y bằng bằng m, nên ta có nên khi đó ta sẽ có là 4 nhân với x lúc này là 1/2 trừ y là 5/4 bằng m, đúng chưa? Vậy tương đương m sẽ chính bằng 4 nhân 1/2 là được 2, đúng chưa? 2 trừ 5/4 là ta được 3/4. Rồi vậy cuối cùng với m bằng 3/4 thì thỏa yêu cầu bài toán. Đúng chưa nào? Với m bằng 3/4 thì ba cái đường thẳng D1, D2, D3 sẽ cắt nhau tại một điểm ha. Rồi đó là bài tập 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua bài tập 4. Bài 4. Định m để hai hệ phương trình sau tương đương 2y bằng trừ 4, 3x trừ y bằng 6 và mx cộng 2y bằng trừ 16/3, x cộng my bằng 10/3. Hai hệ phương trình gọi là tương đương với nhau khi nào? Đó là hai hệ phương trình mà tương đương với nhau khi và chỉ khi hai hệ phương trình đó sẽ có chung một tập nghiệm. Vậy thì muốn để tìm được m để hai cái hệ này nó tương đương với nhau, có nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm nghiệm của cái hệ phương trình thứ nhất. Đúng chưa? Khi đó thì cái nghiệm của phương trình thứ nhất nó cũng chính là nghiệm của cái hệ phương trình thứ hai. Thì lúc đó chúng ta sẽ thế cái nghiệm vào cái hệ này thì mình sẽ tìm được m. Đó là cái hướng làm của chúng ta. Bây giờ cô sẽ trình bày ha. Rồi đầu tiên là ta có là 2y bằng trừ 4, 3x trừ y bằng 6. Mình sẽ giải cái hệ này ra ha. Hệ này là tương đương với y bằng trừ 2. Y bằng trừ 2 thì x sẽ bằng bao nhiêu đây? Là ta có 3x cộng 2 bằng 6, đúng chưa? Tương đương x sẽ bằng 6 trừ 2 là 4. 3x bằng 4 nghĩa là x sẽ bằng 4/3 và y bằng trừ 2. Rồi, vậy nghiệm của hệ phương trình là x y bằng 4/3 trừ 2. Tiếp tục, để hai cái hệ này tương đương với nhau thì nghĩa là cái nghiệm của phương trình thứ nhất cũng chính là nghiệm của phương trình thứ hai. Đúng chưa nào? Để hai phương trình tương đương với nhau, hai hệ phương trình tương đương nghĩa là nghiệm của hệ phương trình thứ nhất. Cô đánh dấu đây là 1 ha và đây là 2. Nghiệm của hệ phương trình 1 cũng là nghiệm của hệ phương trình 2. Nên ta sẽ thế cái nghiệm vào ha. Ta được là m nhân với x, x lúc này là bằng 4/3 cộng 2y, y là bằng trừ 2. Cái này bằng trừ 16/3. Rồi tiếp tục 4/3 cộng cho m nhân với trừ 2 bằng 10/3. Rồi lúc mình sẽ tìm ra m, mình giải phương trình tìm ra m ha. M của chúng ta sẽ bằng trừ 1. Bây giờ chúng ta thử lấy cái giá trị m bằng trừ 1 thế vào cái phương trình thứ hai xem thử có phải là hệ phương trình này có nghiệm là 4/3 trừ 2 hay không. Thì sau khi thử chúng ta thấy được rằng với m bằng trừ 1 thì nghiệm của phương trình 2 này chính bằng 4/3 trừ 2. Đúng chưa nào? Nên khi đó chúng ta sẽ kết luận m bằng trừ 1
Và ta đưa ra kết luận như sau. Vậy m bằng trừ 1. Vậy với m bằng trừ 1 thì hai hệ phương trình tương đương. Được chưa? Đó là bài tập 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài tập 5 ha. Đề bài 5 như sau, xét các đường thẳng D có phương trình m cộng 2 tất cả nhân với x cộng m trừ 3 tất cả nhân với y trừ m cộng 8 bằng 0 với m là tham số. Xác định giá trị của m để khoảng cách từ góc tọa độ đến đường thẳng D là lớn nhất. Như chúng ta đã biết thì cái phương trình đường thẳng D này nó sẽ luôn đi qua một điểm cố định. Đúng chưa nào? Vậy thì việc đầu tiên chúng ta cần xác định cho cô cái điểm cố định đó có tọa độ bằng bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ xét tiếp ha. Bây giờ cô gọi gọi A có tọa độ là x0, y0 là điểm cố định. Khi đó ta có vì cái đường thẳng D này nó đi qua điểm A nên tọa độ của điểm A sẽ thỏa mãn cái phương trình này. Do đó là ta có m cộng 2 nhân với x0 cộng m trừ 3 nhân với y0 trừ m cộng 8 bằng 0. Tương đương, ta sẽ nhân vào ha. Là ta có m nhân với x0 cộng 2x0 cộng m y0 trừ 3y0 trừ m cộng 8 bằng 0. Rồi tới đây chúng ta sẽ gom những cái hạng tử nào có liên quan đến m lại với nhau thành một nhóm, là ta sẽ được m nhân với x0 cộng y0 trừ 1. Đúng chưa? Đó là m x0 nè, m y0 và trừ m. Cô gom lại thành một nhóm ha. Rồi ở ngoài sẽ được là 2x0 trừ 3y0 cộng 8 bằng 0. Tương đương, để A là một điểm cố định thì ta sẽ có đó là x0 cộng y0 trừ 1 bằng 0 và 2x0 trừ 3y0 cộng 8 bằng 0. Tương đương, chúng ta sẽ hạn giải hệ này ra ha và tìm x0 y0. Khi đó là ta có là 2x0 nè. Cô nhân 2 cho cái phương trình thứ nhất là cô được 2y0, cái này bằng 2. Và phương trình dưới là 2x0 trừ 3y0 bằng trừ 8. Cô lấy phương trình trên trừ phương trình dưới là cô được 5y0 bằng 10. Cô lấy, cô giữ lại một phương trình là y0 cộng với x0 cộng y0 bằng 1. Tương đương, lúc này y0 của chúng ta sẽ bằng 2. Y0 mà bằng 2 thì x0 sẽ bằng trừ 1. Suy ra A nó có sẽ có tọa độ là trừ 1, 2. Vậy tới đây mình có thể kết luận được như sau. Đó là cái đường thẳng D của mình luôn đi qua điểm cố định có tọa độ là trừ 1, 2. Vậy các đường thẳng D luôn đi qua điểm cố định A có tọa độ là trừ 1, 2. Rồi bây giờ mình sẽ biểu diễn cái điểm cố định này trên trục số cũng như là cái đường thẳng D trên trục số. Rồi khi đó mình sẽ tìm cái khoảng cách lớn nhất ha. Cô sẽ vẽ cái trục số như sau. Đó là trục tọa độ OXY. Điểm A có tọa độ trừ 1, 2, có nghĩa là cái điểm này. Đúng chưa? Đây chính là điểm A. Họ đường thẳng D luôn đi qua điểm A. Đây cô cho D là cái đường thẳng bất kỳ như thế này. Rồi,
Bây giờ người ta yêu cầu mình là tìm M để cho khoảng cách từ gốc tọa độ đến cái đường thẳng này là lớn nhất. Vậy khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng chính là cái đoạn vuông góc. Từ O chúng ta sẽ hạ một đường vuông góc đến đường thẳng ha. Thì đó chính là cái khoảng cách. Cô gọi đây là điểm H. Đúng chưa? Nhìn hình ta có thể nhận xét được đó là gì? Ta có phải là cái đoạn OH của chúng ta là khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng D nó luôn bé hơn hoặc bằng cái đoạn OA. Đúng chưa nào? Và OA dễ dàng chúng ta tìm được độ dài của nó chính là căn 5. Vì OA là cạnh huyền trong một tam giác vuông với hai cạnh góc vuông là 1 và 2. Nên cái cạnh huyền này theo định lý Pythagore ta sẽ tính được là bằng căn 5. OH của chúng ta luôn nhỏ hơn hoặc bằng OE. Vậy để OH lớn nhất thì khi nào? Có phải là dấu bằng xảy ra khi H trùng với A? Đúng chưa nào? Dấu bằng xảy ra khi điểm H trùng với điểm A. Khi mà điểm H trùng với điểm A thì có nghĩa là lúc này cái đường thẳng OA của cô sẽ vuông góc với đường thẳng D. Đúng chưa? Mà hai đường thẳng vuông góc với nhau thì cái hệ số góc của nó, tích của hệ số góc nó sẽ bằng -1. Có nghĩa là ta sẽ lấy hệ số góc của phương trình đường thẳng OA nhân với hệ số góc của phương trình đường thẳng D. Tích này nó sẽ bằng -1. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ đi tìm các hệ số góc của từng đường đường thẳng, phương trình đường thẳng. Đầu tiên là cô có phương trình OA. Phương trình OA có hệ số góc là ta sẽ lấy IA chia cho XA. Mà IA của chúng ta là bằng 2, XA là -1. Nên cái hệ số A này nó sẽ bằng -2. Đúng chưa nào? Rồi ta có cái đường thẳng D. Đường thẳng cô viết tắt ha. Đường thẳng D được viết lại như sau. Đường thẳng D của chúng ta có phương trình đó là M cộng 2 tất cả nhân X cộng M trừ 3 tất cả nhân với Y cộng M trừ M cộng 8 bằng 0. Thì cô sẽ viết lại nó sẽ bằng Y bằng trừ M cộng 2 chia M trừ 3. Cái này là nhân với X nè. Rồi, cộng cho M trừ 8 chia M cộng cộng 2. À cô xin lỗi, cái này là mình trừ cho chia cho M trừ 3 ha. Rồi cô lộn chút xíu. Cái này là M trừ 3. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lý luận như sau. Vậy đường thẳng D, vuông góc với đường thẳng OA khi nào? Khi tích của hệ số góc nó bằng -1 là ta có -m. Ta có đó là trừ m cộng 2 phần m trừ 3 nhân với hệ số góc của phương trình OA đó là -2. Cái này bằng -1 ha. Rồi tới đây ta sẽ giải phương trình với hẳn m tương đương. Ta có là 2m cộng 4 sẽ bằng 3 trừ m. Tương đương 3m sẽ bằng -1 và m của chúng ta tìm được đó là -1/3. À cái khúc này chúng ta có thêm một điều kiện nữa đó là m khác 3 ha. Để cho mẫu của mình khác không? Đúng chưa? Chúng ta tìm được m bằng -1/3.
Vậy mình sẽ kết luận như sau. Vậy với m bằng trừ 1 phần 3 thì thỏa yêu cầu bài toán. Rồi cô vừa hoàn thành xong bài tập 5 cũng như là 5 bài tập cho chúng ta. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào video sửa bài tập tiếp theo ha.